Thưa quý khán giả, việc học tập và làm việc trực tuyến, sử dụng các thiết bị điện tử thường xuyên, thậm chí là suốt ngày, có xu hướng gia tăng trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua. Cụ thể thì các bạn trẻ thường dành bao lâu để làm việc và giải trí với màn hình điện tử và làm như thế nào để bảo vệ sức khỏe đôi mắt trong suốt quá trình đó? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua một bình minh năng động hôm nay. Nhiều hơn nữa đó chính là để giải trí như là YouTube hoặc là game. Trong một ngày thì mình sử dụng rất là nhiều thời gian để cho máy tính cũng như là điện thoại. Thì trung bình tầm một ngày mình sử dụng khoảng 9 tiếng. 9 tiếng đó là cái khoảng thời gian để mình đảm bảo cái công việc học tập cũng như là những cái sinh hoạt thường ngày của mình. Thì nó cũng khá là nhiều đối với những bạn khác, nhưng mà đối với công việc học tập của mình thì mình thấy nó phù hợp. Thời gian đại dịch đó thì do là không phải ra ngoài, chỉ ở nhà thường xuyên thôi nên là em cảm thấy rất là nhàm chán, cho nên là cái việc mà em sử dụng thiết bị điện tử thì nó thời gian dùng nó lại tăng lên, và tới bây giờ nó trở thành thói quen của em. Sử dụng thời gian dài và liên tục vậy á, thì ban đầu á thì em thấy cũng không ảnh hưởng lắm, nhưng mà càng về sau á thì em càng xuất hiện những cái hiện tượng như là em bị mỏi mắt cũng như em hay bị đau đầu, cho nên là ngày hôm nay á em đến em gặp bác sĩ để mà kiểm tra mắt cho em. Việc tiếp xúc nhiều với màn hình điện tử như thế sẽ có ảnh hưởng rất là lớn đối với sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe của đôi mắt. Khi mà mình cần thiết phải sử dụng điện thoại máy tính quá nhiều thì chúng ta cũng nên lưu ý áp dụng một số biện pháp để mà ngăn ngừa những cái tác hại của màn hình, như là áp dụng cái quy tắc 20-20-20, có nghĩa là khi chúng ta sau khi sử dụng màn hình điện thoại máy vi tính trong thời gian 20 phút thì chúng ta sẽ ngưng và mắt sẽ nhìn ra những cái vật ở xa ở cự ly từ 20 feet tương đương với từ 6 mét trở lên, thì trong khoảng thời gian ít nhất 20 giây. Thứ hai là khoảng cách sử dụng màn hình thì ít nhất là từ 40 đến 50 cm. Một biện pháp nữa đó là sử dụng các chức năng như là chức năng bảo vệ chống ánh sáng xanh có sẵn trên màn hình điện thoại hoặc là máy vi tính. 80% những thông tin con người tiếp nhận được là nhờ vào thị giác. Việc bảo vệ đôi mắt trong thời đại công nghệ là một khoản đầu tư hiệu quả và lâu dài mà mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, cần quan tâm.